Văn Hiếu. Chưa có. Hay nhỏ quá. Quang Trường. Thầy ơi, Vi Bách có thầy ơi. Thầy vừa điểm danh lại đúng không? Quang Trường. Quang Minh. Có. Việt Anh. À, Việt Hoàng, Việt Hoàng. Có. Đình Sáng. Có. Ngọc Hà. Có ạ. Thành Long. Có. Sơn Hải. Có. Hoàng Yến. Có. Anh Tuấn. Có. Anh Hoàng. Hoàng có, Hoàng có. Bảo Hoàng. Có. Anh Toại. Có. Vũ Linh. Có. Ngọc My. Tiến Anh. Trung Hải. Có. Thầy ơi, thầy điểm danh Vi Bách cho em với thầy vừa điểm danh lại, không biết em được chưa? À. À, lưu ý cả nhà, cả lớp là và tuần này tuần thứ tư rồi, các nhóm lựa chọn chủ đề và làm assignment một cho tôi. Thì cuối đầu tuần sau chúng ta làm present assignment một. Assignment một là chúng ta tập trung vào xây dựng cái kiến trúc phần mềm. Đó, xây dựng cái thiết kế kiến trúc phần mềm. Thì cái mỗi nhóm là lựa chọn một hệ thống để chúng ta xây dựng. Cái nhóm là cả lớp nắm được chưa? Đó. Thì các cái yêu cầu của đề của assignment 1 thì nó có trên CMS, thì chúng ta đọc kỹ cho tôi. Thì tuần này tuần thứ tư rồi, tuần sau là tuần thứ năm rồi, nên chúng ta đọc tuần này xong tuần thứ tư rồi. Khả năng là kỳ này sẽ học online hết rồi.
Thế trên CMS nó có mỗi cái hướng dẫn của bài assignment 2 như thế ạ. Cái chủ đề không phải hướng dẫn mà cái mẫu ấy, design template ấy, architecture design template ấy, architecture design sample. Để tôi đưa một cái ví dụ là assignment một cái phần yêu cầu là trong cái đường link ấy, đường link chứ không phải là, thì chúng ta dựa trên cái mẫu thiết kế kiến trúc chúng ta làm. Đây cái đây là cái đấy, cái yêu cầu này, cái kiểu kiến trúc này. Đó. Em thấy thầy cả nhóm phải làm USA của cùng một app à? Hay là Đúng rồi. làm riêng nhau? Cùng một app chứ. Không ai về sau phần thiết kế chi tiết chúng ta sẽ làm chi tiết. Trên CMS có cái mẫu này, Architecture Design Template này. Để chúng ta download về tuân thủ cái form này. Sử dụng cái công cụ mà làm chúng ta đã design này, chúng ta vẽ cái sơ đồ. Hôm trước chúng ta đi qua phần đầu về thiết kế phần mềm theo hướng hướng đối tượng. Hôm nay chúng ta đi tiếp review một cái ví dụ minh họa cái cách mà chúng ta có thể áp dụng cho quá trình thiết kế phần mềm hướng đối tượng. Chờ tôi chút nhé.
Chúng ta review một cái case minh họa cách chúng ta phân tích cái thiết kế theo hướng đối tượng. Thì cái ví dụ của chúng ta lấy ở đây chính là hệ thống xử lý đơn hàng, order processing system. Chúng ta đã rất là quen thuộc cái hệ thống này rồi. Đó. Thì cái hệ thống xử lý đơn hàng có thể xem là một cái phần của hệ thống kho hàng trực tuyến. Thì nó bao gồm một số các cái phần chính, phần này là danh mục, danh mục trực tuyến này, phần xử lý đơn hàng, phần hệ thống cho quản lý tài chính, financial department, phần gì xử lý cái quá trình chuyển hàng, giao nhận, shipping. Thì ở đây có thể chúng ta lấy một số ví dụ về các yêu cầu cho cái hệ thống xử lý đơn hàng. Thì đây có 5 cái yêu cầu. Thứ nhất là mỗi một khách hàng thì có thể có một cái giỏ hàng cho phép thêm và loại bỏ các cái mục hàng hóa. Yêu cầu thứ hai là gì? Một khách hàng thì có thể mua hàng, các cái hàng mà đã đưa vào gì giỏ, sử dụng thẻ tín dụng, và khi mà giao dịch đã được cái chấp nhận thì khi mà gì phòng kế toán đã cái kiểm tra cái tính hợp lệ của thẻ tín dụng. Cái này có sự can thiệp của phòng tài chính kế toán để xác nhận cái sự hợp lệ, tính hợp lệ của thì thẻ tín dụng. Yêu cầu thứ ba là gì? Trước khi mà gì giao dịch hoàn thành thì khách hàng có thể xem về thông tin về cái quá trình giao nhận hàng hóa, ví dụ ước tính cái ngày hàng được giao, rồi là thời gian mà gì mà phòng giao nhận sẽ chuyển hàng. Và yêu cầu thứ tư là khách hàng có thể lựa chọn để hủy giao dịch bằng cách là xóa tất cả các cái mục hàng hóa trong giỏ hàng. Yêu cầu thứ năm là hệ thống xử lý đơn hàng thì có thể được truy cập thông qua hệ thống thông qua web, tức là khách hàng có thể và sử dụng các cái trình duyệt thông dụng để có thể thì tương tác với cả hệ thống ta xử lý đơn hàng. Thì đấy là khái quát 5 cái yêu cầu chính mà chúng ta sẽ phân tích và thiết kế. Thì đây ở giai đoạn thứ nhất là gì, chúng ta thiết kế hệ thống theo hướng gì? Đối tượng. Thì output của cái quá trình phân tích thì chính là chúng ta có cái tài liệu đặc tả yêu cầu. Đặc tả yêu cầu và gì cái cấu trúc logic của hệ thống và cấu trúc sơ bộ logic của hệ thống. Thì có một số công cụ chính mà chúng ta sử dụng ở đây, có thứ nhất là gì SKY Diagram, thì cái này chúng ta rất là quen thuộc. Còn thứ hai thì chúng ta làm quen với khái niệm sơ đồ lớp phân tích, sơ đồ lớp mà chúng ta sử dụng cho quá trình phân tích chứ không phải quá trình thiết kế, chúng ta lưu ý. Thì hai công cụ này chúng ta sẽ sử dụng cho quá trình phân tích. Thì bước một này chúng ta thiết kế cái sơ đồ, xây dựng cái sơ đồ use case. Cái này chúng ta đã quen thuộc. Thì bước này chúng ta phát họa các cái chức năng và minh họa cái sự tương tác giữa character với cả gì hệ thống. Thì chúng ta hiểu khái niệm như thế nào về actor. Actor là gì? Là có thể là người dùng, là con người, có thể người dùng hệ thống hay là các thiết bị. Use case diagram thể hiện cái mối quan hệ giữa gì actor với cả các cái use case, của hệ thống. Nó thể hiện cái khía cạnh là như người dùng sẽ tương tác với hệ thống như thế nào. Tương tác với hệ thống. Thì đối với cả hệ thống xử lý đơn hàng, chúng ta thấy khách hàng thì có thể gì đăng ký, tương tác với chức năng use case là đăng ký.
và hệ thống gì khách hàng có thể có những phiên làm việc đó, phiên làm việc trong đó thì mà nó sẽ bao gồm là gì, một số các use case ví dụ như là log in, log out, add item, clear item, remove item đó. Thì đấy là một cái thì các cái lưu quay này nó đều thừa kế đó, thừa kế một cái use case đó là gì, các cái thao tác nó đều chung là các cái use case là gì, chung đặc điểm của các cái của use case là thao tác operation và session cũng thì thừa kế các cái thao tác hay là thừa kế cái use case operation. Thì đó là chúng ta phát họa các cái use case đó, các use case của hệ thống xử lý lần này. Thì các yêu cầu này thể hiện các yêu cầu mà chúng ta đề cập ở trên đó. Thì các yêu cầu thì thường là gì, kèm theo cái phần đặc tả thể hiện các cái luồng sự kiện, luồng sự kiện mà chúng ta thường hay thấy đó. Thế ví dụ tức là cái use case visitor thì chúng ta có một số sự kiện này. User visit gì? Visit page, user supply, design username and password, and submit. Cái thứ ba là hệ thống kiểm tra username available không? Nếu mà gì user nó ok. Thì nếu như mà user không không tồn tại thì sẽ tạo và US đến cái trang đăng ký thành công, và sau nếu mà user đã tồn tại thì không, nếu mà không không thành công thì chuyển sang gì, sang đối. Thì đấy, đấy là ví dụ chúng ta có bốn cái sự kiện chính hay bốn cái hay là cái flow gồm bốn sự kiện của cái use case visitor. Bây giờ cái ví dụ thứ hai là check out thì chúng ta mô tả các sự kiện, ví dụ là user supply credit card information and click check out system contact financial department for the charging the cash. Hệ thống sẽ gửi thông tin cho phòng tài chính để gì có thể thanh toán nếu như mà phòng tài chính thì chấp nhận phê duyệt giao dịch thì sẽ gì chuyển sang trang thay giao thành công ở cùng thời điểm và gửi cái đơn này cho phòng giao nhận, nếu không thì hiển thị cái trang nối hay sang trang nối. Thì đấy là cái ví dụ là chúng ta có cái flow event của hai cái use case. Thì bước thứ hai đó, sau khi chúng ta xây dựng use case đó, thì chúng ta sang cái bước để xây dựng cái sơ đồ lớp phân tích đó, analysis class diagram đó. Analysis class diagram thì đôi khi chúng ta thì gọi cái sơ đồ lớp này là sơ đồ lớp ở mức concept hay concept class diagram. Thì các cái sơ đồ lớp ở mức phân tích thì nó sẽ mô tả các cái lớp chính của một hệ thống và một quan hệ, nó khái quát về hệ thống. Thì lưu ý rằng là các cái lớp ở trong cái sơ đồ lớp phân tích thì không phải mọi lớp nữa. Trong cái sơ đồ lớp này nó sẽ được thực hiện hay là sẽ được được sử dụng ở trong cái quá trình chúng ta thiết kế và phát triển đó. Thì ở đây
nó thể hiện cái khía cạnh là các cái lớp tham gia vào cái hệ thống thực đó. Thì class diagram này không không nó không chứa tất cả các cái lớp mà chúng ta sẽ sử dụng nó trong quá trình xây dựng thực tế. Thì một số ký hiệu mà chúng ta rất hay sử dụng trong cái sơ đồ lớp phân tích đó là chúng ta xem ở trên trên slide trên slide thì đây có vài ký hiệu lớp mà chúng ta hay sử dụng trong sơ đồ lớp phân tích hay sơ đồ lớp của concept hay concept class diagram. Thứ nhất là boundary. Boundary class này thì chính là các lớp về thể hiện cái về phần giao diện và phần mềm. Entity là những lớp về thường là chúng ta sử dụng để nơi chứa thông tin. Ba là cái control class là các lớp về điều khiển. Thì đây là vài ký hiệu mà chúng ta hay sử dụng. Thì làm sao để chúng ta xác định được các cái lớp không? Các lớp thì chúng ta có thể dựa vào nguyên tắc ngữ pháp trong các cái mô tả của Inkscape cũng như là các cái tài liệu yêu cầu liên quan. Thì chúng ta để chiết xuất hay là chất lọc các cái nào hay các cái danh từ ở trong cái phần mô tả các sự kiện của Inkscape thì chúng ta xác định xem có những cái class nào đó tham gia vào cái quá trình tương tác trong các cái Inkscape. Lấy ví dụ ở trong sơ đồ Inkscape Visitor chúng ta có mô tả là gì? A customer visits the greeting page and specifies the design, the name and password, vân vân. Thì chúng ta thấy có customer visitation page này, design name, password này, system này, error này, success này, visitation này, user, rồi là database system, billing address. Thì giờ nguyên tắc ngữ pháp thì chúng ta thấy rằng là các danh từ nó thể hiện các sự vật cũng là các hiện tượng. Thì chúng ta để xem nó là ứng cử viên của các cái lớp. Thì ở đây chúng ta có customer visitation page thì chúng ta có thể liệt kê được một số các cái các danh từ customer thì customer ở đây nó đóng vai trò là actor không? Thì do vậy không chúng ta không cần biểu diễn ở trong trong cái sơ đồ lớp. Cái visitation page thì vì đây là một cái lớp giao diện có thể mua về nó là phần giao diện nó phải có thể biểu diễn nó là một cái lớp gì lớp boundary username thì đây là thể hiện là username of customer do vậy là không để được mô hình nó là một cái một lớp và nó thể là thuộc tính của một cái lớp khác ví dụ là chúng ta dùng customer identity. Tiếp theo là password tương tự như vậy user password là một cặp cho vậy nó mới là system đó. Thì ở đây chúng ta có system report error thì ở đây có thể là thì error ở đây có thể được hiển thị trên error reception page reception error page. Thì chúng ta thì mô tả cái thằng visitation error page là một cái boundary class. Tiếp theo là chúng ta có thì các cái danh từ error. Error thì do vậy chúng ta thấy vừa phần trước là chúng ta thấy error có thể được show được hiển thị trên một cái trang lỗi do vậy có thể xem một cái thông tin một thuộc tính của Repetition error page success đó. Thì success ở đây thì chúng ta có thể repetition success page thì có thể
được tạo như là một cái lớp gì, lớp giao diện Rickettsion đó, thì chúng ta thấy là đó, đề cập đến Rickettsion process đó. Do vậy chúng ta có thể đặt tên nó là gì, Rickettsion Container đó. Cái này là một cái lớp để kiểm soát cái tiến trình, cái tiến trình trong quá trình đăng ký. Tiếp theo là chúng ta có gì, rename đó, thì đây có thể là một phần của gì, customer information class đó. Business address đó thì cũng tương tự, nó phần của customer information class. Database system đó, thì ở đây có thể đóng vai trò là một cái lớp đóng gói thông tin, thì chúng ta thể gọi tên của lớp này là info, customer info db đó. Thì đây là một lớp đóng gói thông tin, nó tương tác với database. Bây giờ chúng ta có một số các cái lớp đó, sau khi phân tích chúng ta xác định các lớp. Rickettsion page là một lớp gì, lớp giao diện. Rickettsion page, Rickettsion success page đó là lớp giao diện. Customer identity thì đây là một lớp entity đó. Thì nó sẽ lưu trữ cái thông tin hay ghi chép thông tin username password của customer. Customer information thì là một entity class, nó việc ghi chép các thông tin của khách hàng đó. Ví dụ là tên và địa chỉ. Customer information DB đây là một lớp gì, lớp giao diện đó. Nó sẽ thao tác với cả thông tin khách hàng ở trong database. Session control blur thì nó cũng đó là lớp gì, kiểm soát để phối hợp các cái thao tác trong quá trình thực hiện trong kia. Ví dụ như là cung cấp các cái thao tác ở lớp in, lớp out, rồi thêm item, loại bỏ item, thì clear shopping cart hay check out, vân. Tiếp theo chúng ta có một số lớp vân vân. Thì sau khi mà chúng ta có các cái lớp đó thì chúng ta sẽ có được một cái sơ đồ đó. Ở đây chúng ta sẽ có là Rickettsion Allocate đó là gì, phối hợp với cả gì, Rickettsion Controller đó. Thì ở đây chúng ta có Session Controller gì, Rickettsion Controller đó. Session Controller thì sẽ tương tác với cả Customer Info DB đó. Tương tác với shopping cart thì browser page thì shopping cart vân vân. Thì đây chúng ta có một cái sơ đồ lớp thể hiện cái mối quan hệ giữa giữa các cái giữa các lớp đó, tham gia về quá trình chúng ta xử lý đơn hàng đó. Thì đấy là cái bước đầu tiên, bước chúng ta tiến hành thì thực hiện cái quá trình phân tích hệ thống theo gì, theo phương pháp là phương thức là phân tích hướng đối tượng. Sau khi chúng ta có được cái đặc tả yêu cầu thì chúng ta tiến hành thì thiết kế. Thì thiết kế hướng đối tượng chính là mục tiêu, làm sao chúng ta có được một cái cấu trúc tổng thể của toàn bộ hệ thống. Thì chúng ta đề cập đến thì cái quy trình thiết kế thì bao giờ cũng có hai cái giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là thiết kế ở mức cao, hay được gọi là design, hay là thiết kế ở kiến trúc. Giai đoạn thứ hai là thiết kế ở mức cái chi tiết, và chúng ta đi tên design. Thì trong cái cách tiếp cận thiết kế theo phương pháp hướng đối tượng thì chúng ta có sử dụng một số công cụ chính. Thứ nhất là gì, CIC cảng. Thứ hai là class diagram. Thứ ba là instruction diagram. Và thứ tư là state chart. Vân vân, một số các cái sơ đồ mà chúng ta đề cập.
Thứ nhất là gì, chúng ta bước một là gì, chúng ta xây dựng cái CICK. CICK chính là viết tắt của chữ Class Responsibility Collaboration, đó tức là cái thẻ thể hiện cái sự phối hợp về mặt trách nhiệm của các cái lớp. Class Responsibility Collaborator sẽ phối hợp trách nhiệm của lớp. Thì chúng ta phải xác định các lớp cần phải có để xây dựng một hệ thống. Đó. Thì cái mẫu của cái card mà để chúng ta mô tả cái mối quan hệ về trách nhiệm giữa các lớp hay sự phối hợp về trách nhiệm thì chúng ta thường có một cái thẻ, đúng không? Tiêu đề của nó là tên lớp, sau đây ở dưới này chúng ta chia làm hai cột, cột thứ nhất là trách nhiệm hay là các công việc, đúng không? Cần phải thực hiện. Cột thứ hai đó là gì, các cái lớp tham gia vào cái thực hiện các công việc đó, hay chịu trách nhiệm thực hiện các công việc đó. Thì đấy là khi chúng ta mô tả, đúng không? Chúng ta mô tả các cái công việc và sự phối hợp của các lớp với cả cái class này trong cái thực hiện. Thì chúng ta tiến hành và xem xét các cái use case, và chúng ta phân tích các cái luồng sự kiện, và chúng ta xem là trong các luồng sự kiện đấy có những cái lớp được tham gia, thì trách nhiệm của các cái lớp như là thế. Trong cái quá trình mà chúng ta phân tích thì có thể có cần tạo thêm các cái lớp mới nếu như cần thiết. Thì chúng ta sẽ xem thêm là các cái lớp nào mà có thể tham gia vào để thực hiện các cái nhiệm vụ được đặt tải cho cái SK. Thì khi nào mà chúng ta dừng cái quá trình phân tích cái use case đó, thì đến khi là chúng ta không cần phối hợp với các cái lớp khác, đó, không cần. Lấy ví dụ là cái SK Ricketter, thì chúng ta phân tích thì ở đây chúng ta có một số lớp, phân tích này. Số lớp thứ nhất là Ricketter test, thì trách nhiệm là gì, cần phải gì, lấy được thông tin cái username và password, lấy được biết được là cần phối hợp với cả Vision Controller và kiểm soát được cái sự kiện là submit đó. Thì đây là trách nhiệm của cái lớp Vision Space. Thì ở cái nhiệm vụ thứ tư là gì, kiểm soát cái sự kiện là click nút submit, thì nó phối hợp với cả gì, cái lớp là Vision Controller, để gì biết được là cái chuyển hướng của cái bước tiếp theo của hệ thống là gì. Rồi là kiểm soát cái cái nhiệm về kiểm soát cái Vision Request, thì nó sẽ phối hợp với các lớp là Information DB, Vision Success Page và Vision Fail Page. Bởi vì đây là trách nhiệm của Vision Controller, thì nó phải phối hợp với, nếu mà gì, nếu mà thành công thì nó sẽ chuyển sang trang thì success, thất bại chuyển sang fail, cho nên nó cần phối hợp với hai cái lớp này, và cần lưu trữ thông tin thì nó phải phối hợp với lớp với info customer info db, và trách nhiệm gì, biết được các cái trang này. Đó.
Thì đó là lấy ví dụ chúng ta phân tích từng cái lớp mà tham gia vào cái SK, cái SK Digital. Đó. Thì đối với một số các lớp DB wrapper, thì chúng ta thấy là customer info thì cung cấp các cái chức năng để kiểm tra gì sự tồn tại của username password hoặc là insert cái user username password vào. Thì ở đây chúng ta có thấy là gì? Có hai cái bước, hai bước được đóng gói vào một cái bước, bước test. Thì ở đây chúng ta thấy là cần phải giải quyết cái vấn đề là thực hiện đồng thời, đồng thời, bởi vì có thể là hai hai người dùng, hai khách hàng cùng yêu cầu username password ở cùng một thời điểm, thì cái này chúng ta cần phải đi kiểm tra username sau insert vào, thì cái này chúng ta cần phải lưu ý, cần phải xử lý cái này. Thì khi mà chúng ta phân thiết kế phân tích thì chúng ta cần đánh giá có những cái vấn đề gì nó xảy ra. Sau khi mà chúng ta xây dựng cái CRC cả, thì chúng ta sang bước thứ hai là cấu trúc cái sơ đồ tương tác. Thì sơ đồ tương tác ở đây thì chúng ta rất hay sử dụng SQL diagram, nó thể hiện cái luồng luồng xử lý. Thì đây là một ví dụ. Thì khách hàng browser thì cái lưu hay là visitor thì sẽ khởi động với cái page. Cái page thì nó sẽ đi khởi động cái controller hay là tạo một cái object. Sau khi click submit thì nó sẽ gọi cái hàm visitor của cái controller, và sau đấy thì gọi cái hàm tạo sự kiện là new account của thì customer info db. Nếu như mà gì khi phản hồi, nếu như mà gì thành công, thành công thì sang thì trang error và khởi tạo trang error, trang trang thành công xuất sắc. Nếu mà gì error thì chuyển sang thì trang lỗi ở đây như vậy. Và cuối cùng là gì container regex page. Thì như chúng ta thấy đấy, thì đây đây là một sơ đồ thể hiện cái luồng sự kiện nó diễn ra và minh họa các cái tương tác giữa các lớp trong quá trình đăng ký. Sau khi chúng ta xây dựng cái các cái sơ đồ để thể hiện cái sự tương tác giữa các lớp tham gia vào quá trình thực hiện các use case, thì chúng ta sang cái bước tiếp theo là có thể chúng ta thực hiện xây dựng các cái biểu đồ trạng thái. Thì tất nhiên không phải cái scale nào mà chúng ta cần xây dựng cái biểu đồ trạng thái, nhưng mà cái biểu trạng thái rất là quan trọng, nó cho phép chúng ta thể hiện cái trạng thái của các cái đối tượng ở những cái giai đoạn khác nhau, hay là những cái thời điểm khác nhau. Thì cái này nó có thể giúp cho truyền tải thông tin cho độ thiết kế và độ phát triển tốt hơn. Thì để xây dựng cái sơ đồ biểu đồ trạng thái hay là cái sơ đồ trạng thái máy, thì chúng ta cần phải nghiên cứu các cái luồng sự kiện của các cái use case và đánh giá các cái lớp tham gia vào các luồng sự kiện đó, để chúng ta thấy được cái lớp nào có cái sự thay đổi về trạng thái quan trọng, thì chúng ta cần xây dựng các cái sơ đồ trạng thái máy cho các lớp đó.
Đấy, ví dụ ở đây chúng ta có cái trạng thái, trạng thái của dưới cái phiên làm việc đó, thì chúng ta thấy là bắt đầu thì khi mà người dùng request đến trang xử lý đơn hàng thì cái phiên làm việc nó được cải tạo và nó ở trạng thái là wait log on đó. Nếu log on fail thì nó vẫn ở trạng thái là wait log log on. Nếu log on success thì nó sang cái trạng thái là ready đó. Khi mà delete item thì nó sang trạng thái là handling đó, handling delete item. Khi mà viết check out thì nó sang trạng thái là check out đó, và display message thì nó chuyển trạng thái ready. Log out thì nó chuyển về trạng thái gì kết thúc. Thì đây là cái trạng thái của đơn hàng hay là chúng ta là cửa hàng đó, shopping cart. Thì trong một trạng thái ready thì nó có thể chuyển ở trong một trạng thái con, ví dụ từ ready là sang trạng thái wait result, reset thì nó sang trạng thái available in stock đó, nếu fail thì nó sang trạng thái là gì not available. Còn save nếu như save update shopping cart thì chúng ta sang trạng thái gì complete. Thì ở trong trạng thái ready nó thể cái giỏ hàng nó thể chuyển ở một số trạng thái nhỏ hơn. Thì đây là một cái ví dụ sơ đồ trạng thái máy, nó thể hiện cho chúng ta cái biến đổi trạng thái của các cái đối tượng. Đấy, các cái đối tượng thì chúng ta xem xét có những cái đối tượng là quan trọng thì chúng ta có thể xây dựng các cái sơ đồ trạng thái. Bước thứ tư là gì? Chúng ta xây dựng các cái sơ đồ lớp hay là thiết kế lớp. Thì mục đích ở cái lớp này, ở cái bước này là gì? Chúng ta xác định các thuộc tính chi tiết cũng như là các cái methods hay là các phương thức hay chúng ta các operation của các lớp, và đồng thời chúng ta xác định các cái lớp giao diện. Thì kết quả của bước này chính là chúng ta có sơ đồ lớp. Lấy ví dụ ở đây chúng ta có session container thì chúng ta thì xem này. Nó có những thuộc tính nào thì ở đây chúng ta thấy có thể là có nó liên quan đến gì là các inventory database, customer info db, vân vân, thì sẽ có những cái tham chiếu đến các lớp hay là các cái object rồi là các thuộc tính ready, handling vân vân. Trong bước này chúng ta xác định các cái giao diện của các lớp ví dụ thì các cái lớp về giao diện thì chính là lớp dùng để gì các cái lớp bên ngoài sẽ để tương tác với các cái lớp thực hiện. Thì ở đây chúng ta có thể xác định một số các cái, thì để xác định các cái thuộc tính cũng như là các operation thì chúng ta thể bắt bắt tay vào quá trình phân tích của các cái CRC cả đó. Thì chúng ta đánh giá các cái phân tích ở trong CRC cả để chúng ta để xác định các thuộc tính cũng như là các operation. Thì nguyên tắc ở trong cái cột trách nhiệm của mỗi một lớp thì những cái dòng lâu là những cái biết đó, tức là biết về cái ở đấy thì nó thể hiện cái mối quan hệ giữa các lớp đó, thì nó có thể tạo ra các cái attribute
undo và thực hiện thì chính là các cái operation. Nên là nó phải thực hiện cái gì thì nó sẽ là operation. Nếu trong trường hợp khi mà chúng ta xác định các thuộc tính các cái operation mà lớp nó lớn thì chúng ta hoặc là có thể cần chuyên biệt hóa thì chúng ta phải tách thành các cái lớp. Đó. Nếu như một lớp nó quá lớn thì để có thể mô tả thì chúng ta có thể sử dụng một số các cái nguyên tắc để tách nó thành các cái lớp. Đó. Thì một cái lớp nó có bốn cái loại các cái operation hay các cái phương thức constructor, deconstructor, accessor. Đó, thì nếu mà chúng ta thấy cần thiết chúng ta thể đưa nhiều constructor. Đó, deconstructor rất là quan trọng để chúng ta cần có để có thể dọn dẹp cái tài nguyên trước sau trước khi mà nó được giải phóng. Việc kiểm soát các cái lớp thực hiện chi tiết đó thì chúng ta phải đánh giá xem có những thuộc tính nào cần, những cái thuộc tính nào mà cần để private, nguyên tắc thì cần để private. Các cái phương thức thì phương thức nào nên để là private, phương thức nào nên để là public đó. Thì chúng ta cần đánh giá để chúng ta. Và nguyên tắc là gì? Đừng để một cái phương thức là quá lớn đó, thì cái này nó có thể làm cho cái quá trình quản trị khó khăn. Thì là ví dụ thì chẳng hạn chúng ta có xếp socket card của customer info db đó. Thì ở đây chúng ta thấy phân tích session session controller thì trách nhiệm handling login out and logout request delete an item clear shopping cart. Thì cái đây là những cái gì, cái operation. Còn know the list of product, know the customer info, know the login page, thì đây chúng ta vào các thuộc tính để xuất phát được xác định các thuộc tính. Thì việc xác định các thuộc tính là gì, là private thì chúng ta đánh giá CIC cả và cái sơ đồ tương tác để chúng ta liệt kê các thuộc tính cần thiết đó. Chúng xác định sau đấy xác định các thuộc tính này có cần private hay là public đó. Và sau đấy chúng ta kiểm tra cái sơ đồ trạng thái máy để chúng ta thêm bổ sung lên các cái thuộc tính nếu cần thiết. Thì kết quả ở đây chúng ta có thể có một số các cái thuộc tính mà chúng ta đề cập áo có pin lock out áo clear card vân vân. Sau khi mà chúng ta xây dựng được cái sơ đồ cái lớp thì chúng ta sẽ tiến hành các bước làm mịn. Và mình là xem xét về các kiểu trả về hay là kiểu tham số cho các cái operation cũng như là các cái thuộc tính. Và đánh giá xem là cái tính nguyên tắc là gì, tính gắn kết lỏng lẻo đó, decoupling. Thì ở đây chúng ta thể có một số các cái ví dụ. Và giữa là trong một lớp thì chúng ta cần phải thúc đẩy cái tính gắn kết đó, gắn kết hay cohesion đó. Thì nguyên tắc là một cái lớp chỉ thực hiện các cái lớp liên quan và thực hiện các cái hoạt động liên quan ví dụ ở đây chúng ta có một số các lớp thì sau khi mà ví dụ ở đây chúng ta có cái
một cái lớp này professional class thì nó sẽ có cái mối quan hệ với visitor office app for graduation assignment và gì cosmetoria lecture note student record student đây là cái sơ đồ lớp mà chúng ta thể hiện một quan hệ giữa professor với cả các lớp khác. Bước đầu tiên chúng ta khởi tạo thì ở đây chúng ta thấy là gì, logic là gì, giáo sư sẽ cung cấp các dịch vụ cho sinh viên bao gồm là gì, giảng dạy, chuẩn bị các cái đơn, hoàn thành tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, rồi là gì? Cái vấn đề ở đây là gì? Professor trong cái thiết kế ban đầu của chúng ta thì professor có hai chức năng này, hai chức năng. Thì ở đây ta không đảm bảo tính gì gắn kết. Thì chúng ta lên cái cải thiện thì sau khi chúng ta phân tích được cải tiến thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ lớp thể hiện về một quan hệ giữa professor và các lớp khác. Thì ở đây professor có thể implement hai cái interface instructor và advisor thì sẽ giúp cho việc chuẩn bị các cái đơn. Thì professor thực hiện hai chức năng đó, vậy có thể implement hai cái giao diện. Thì khi thiết kế thì chúng ta lưu ý cần tuân thủ nguyên tắc là các open và close. Open để chúng ta có thể mở rộng, nên là khi thiết kế thì nên linh hoạt để chúng ta có thể gì cải tiến mở rộng. Sau này close là close to modification, tức là sau khi thực hiện xong thì lớp này sẽ đi không được cái sửa đổi đó. Thì làm sao để chúng ta làm được như vậy thì chúng ta nên sử dụng cái nguyên tắc thực kế và nguyên tắc tính đa hình đó, và tính đa hình chúng ta tuân thủ nguyên tắc này. Thì đây là một cái ví dụ mà chúng ta nên thì một số cái điểm mà chúng ta lưu ý là gì, khi thiết kế đó là gì? Tách biệt giữa các cái lớp giao diện và lớp thực hiện. Thì chúng ta nên sử dụng cái lớp giao diện và lớp gì thực hiện để tách biệt giữa phần giao diện. Thì các lớp ở bên ngoài sẽ truy xuất đến các cái operation của cái lớp thực hiện thông qua các cái giao diện và lên để các cái thuộc tính của lớp là private, private. Và giảm thiểu tối đa việc gì sử dụng các cái biến toàn cục hay gọi là global variable. Và giảm cái tính liên kết, liên kết lỏng lẻo, thúc đẩy cái tính liên kết lỏng lẻo giữa các cái module. Thì đấy là một số nguyên tắc mà chúng ta cần ghi nhớ khi mà chúng ta thực hiện thiết kế. Thế vừa rồi là chúng ta đi qua một cái ví dụ minh họa các cái bước mà chúng ta cần thực hiện khi mà chúng ta phân tích cũng như là thiết kế phần mềm hướng theo phương pháp hay theo các cách tiếp cận nhà hướng đối tượng.
Thì các nhóm lưu ý lựa chọn hệ thống và gửi lại cho tôi trong ngày hôm nay nhé. Nếu mà không thì tôi sẽ phân tránh tránh các nhóm trùng lặp trùng lặp nhau. Mỗi mỗi nhóm này làm một cái hệ thống nhưng mà không được gì trùng lặp với nhóm khác. Nếu các nhóm gửi lại tôi ngay cho trong cái phần chat này nhé. Để tôi ghi lại và các nhóm khác còn nhìn được thì tránh những trùng lặp. Thì các nhóm suy nghĩ và lựa chọn chủ đề cho tôi nhé, chủ đề cho hệ thống để mà chúng ta làm và xem mà thì chúng ta đã tuần thứ tư rồi. Đó. Từ buổi sau thì chúng ta sẽ làm buổi sau chúng ta sẽ làm test 1. Làm test 1 và vì đợt này chúng ta học trực tuyến do vậy là ngoài việc là test trên hệ thống iOS thì tôi sẽ hỏi để mình đánh giá và đánh giá. Thế còn lớp có câu hỏi gì về xem bằng không? Câu hỏi gì không? Alo. Về sau thì tôi sẽ kết hợp và tôi sẽ hỏi các cái câu hỏi để đánh giá kết hợp với việc đánh giá thông qua hệ thống iOS để mà lấy điểm điểm test đó, điểm kiểm tra quá trình. Em hỏi một chút là mình xem các cái chủ đề để chọn làm xem mình có thể đến ở đâu Chúng ta tự lựa chọn, còn nếu không thì tôi sẽ phân.